của mình nó đã lên trên xe một rồi, tầm khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi nữa là nó sẽ tới An Giang anh nha, tại vì nó tới 270 mấy cây lận. Hồ sơ đăng kiểm hải quan cũng như là giấy tờ rồi các cái em đã chuẩn bị cho anh rồi. Trước tiên là em gửi anh cái lá thư cảm ơn để anh đọc trước khi nhận giấy tờ. Cũng chân thành cảm ơn anh trai đã tin tưởng ủng hộ em Kim qua online nha. Chúc anh trai về làm ăn đại cát đại lợi anh trai nha. Em buổi chiều tối ngày hôm nay em Kim tiếp tục bàn giao một cái sản phẩm mang thương hiệu Yamaha Vio 45 triệu đồng này. Sản xuất năm 2012, được sale chào bán với mức giá là 300 triệu. Thì có một anh trai ở An Giang ủng hộ qua online nha mọi người. Đấy. Và đây là cái quá trình mà em Kim bàn giao máy về An Giang. Đấy. Đang ở phía sau luôn, không nghe cái tiếng máy luôn. Máy chạy quá im. Khách hàng họ cũng theo dõi em Kim trên tất cả các trang mạng rất là nhiều rồi, họ tự tin để mà chốt cái sản phẩm trong vòng một nốt nhạc luôn nha. Đấy, điện thoại alo em Kim bao nhiêu rồi chuyển khoản cái kịch rồi kêu chuyển xe về gấp cho anh làm vậy thôi. Đấy, nhưng mà nhanh thì nhanh, nhưng mà em Kim cũng bỏ một cái khoảng thời gian ra để mà mình bảo dưỡng cho anh trai nha, cũng như thay nhớt máy lọc lượt luôn nè, kiểm tra đèn vọng các cái, nhớt đùi lại, kiểm tra hết tất cả tổng thể lại một lần nữa để trước khi bàn giao. Và bây giờ là cái thành phẩm mà mình chuẩn bị xuất xưởng. Xe này là đưa về đó là đưa vào công trình ngay và luôn nha. Đấy, cho nên là anh chị cô dì chú bác nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm ở nhà em Kim thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Kim vào số 0966 340 640 hoặc số 0966 740 440 đều được nha cô chú anh chị. Ở nhà em Kim còn rất là nhiều sản phẩm sale chờ đến các anh trai chị gái mà quý đầu tư làm cá nhân hoặc là làm công ty đều có thể đến tham khảo xem dòng sản phẩm nào phù hợp với tài chính hiện tại thì ủng hộ em Kim nha. Kim ha, rồi sẵn chuyến là đi về Sài Gòn luôn, cho nên là review quá trình mà mình bàn giao cái chiếc máy đầu về An Giang để làm cái tư liệu kỷ niệm về sau. Đấy. Nhiều em